Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Dương Ô Tô trong một cái ngày chiều phải nói là thật sự là quá nắng luôn các bạn ạ. 2017 bản E xịn các bác nhá. Về trong cái thời tiết nắng nóng hơn 40 độ này để cho các bác giải nhiệt cuộc sống. Một chiếc Toyota Vios bản E hàng xịn sò bao chất bao đẹp cho các bác. Và chiếc xe này thì em vừa về xong với cái mức giá là 335 triệu đồng. Nhiều bác giật mình bảo sao nó rẻ vậy, thì đấy em bán rẻ thế thôi. Giờ này những cái dòng này nó xuống giá rồi các bác ạ. Cũng là một dòng xe giữ giá thực sự, nhưng mà bây giờ những cái dòng này em bán cho chỉ có 335 triệu đồng thôi. Bằng giờ thì bên các showroom khác đang bán đời 2016, 15 là 353, 35. Nhưng đây em bán hẳn 2017 cho các bác luôn nhá. 2017 xe bao chất cứng đẹp luôn. Vừa về cửa hàng, một mẫu xe hạng B mà được nhiều người yêu chuộng với mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng tầm 5 lít rưỡi, 6 lít trên 100 cây. Một em xe mang biển Quảng Ninh 14A25397 và đây là một chiếc bản E xịn, phanh đĩa 4 bánh đầy đủ nhá. Có túi khí an toàn và toàn bộ dàn lốp của xe thì vẫn còn ok, dày như mới luôn. Các bác về đi con này thì nói chung là không phải nghĩ ngợi gì rồi. Được cái là đồng sơn xe sạch sẽ, xe là không có đâm va, không tai nạn ngập nước. Tên tư nhân nhá, chính chủ luôn, tên tư nhân chính chủ. Và xe thì nói chung là thiếu mỗi cái màn hình thôi, còn đâu là không thiếu một cái gì nữa rồi. Về là các bác thôi, cố gắng đầu tư một cái màn hình tầm khoảng 1,7 triệu, gọi là 1,8 triệu lên đến 2 triệu là ok rồi. Các bác về là có màn hình giải trí, cam lùi các thứ đầy đủ luôn đấy các bác ạ. Vâng. Xe thì đăng kiểm đến tháng 3 năm 2024 và chạy được 10 vạn. Đấy, máy nổ êm thì thầm, hiện nay là máy đang nổ nhưng mà không có tí tiếng máy, không tí rung bật nào luôn. Em này thì đầu bác chủ bác cái độ lên đèn led này, rồi đèn bi gầm này, rồi còi nhại này, phải nói là bác cũng chơi phết. Vâng. Nội thất bên trong bác ấy cũng độ lên nội thất ghế da màu nâu rồi. Còn trần thì bác ấy giữ nguyên, bọc ni lông nhá. Và xe thì giấy tờ hồ sơ đầy đủ, tên tư nhân. Đấy, đăng kiểm còn dài và xe thì cam kết là không có đâm va, không tai nạn ngập nước. Em này thì đăng kiểm đến tháng 3 năm 2024 và cái dòng này là một cái dòng xe phân khúc hạng B mà tương đối khá là rộng rãi, tiện lợi. Giá rẻ, máy thì êm lành, ngon lành cành đào và em này là đời cuối 2017 nên là nó sử dụng động cơ máy trắng rồi, không phải là sử dụng động cơ máy đen nữa rồi, máy trắng nhá. Các bác về là quá ok, động cơ công nghệ đua VTVI, đấy, các mở cam kép biến thiên. Và chiếc xe này thì bên em đang bán ở mức giá là chỉ 335 triệu đồng. Đấy, cảm biến đằng sau về, rồi đầy đủ sạch sẽ, ngon lành, êm. Và tất cả các cái đèn của xe thì cũng đã được ốp chrome. Tuy nhiên là theo năm tháng thời gian nó chảy chảy tí, cái này không vấn đề gì các bác nhá. Nói chung là đơn giản thôi. La răng đúc này, la răng đúc 8 chấu, phanh đĩa 4 bánh luôn. Đấy, có ABS đầy đủ, có cân bằng. Và xe này thì bên em là bao chất bao đẹp cho các bác, đã kiểm tra test rồi thì cũng cam kết là không có đâm đụng nhá, không đâm đụng, không ngập nước. Đấy, các bác về đi là quá ok, xe rất là ngon. Đấy, máy nổ êm thì thầm sạch sẽ. Và chiếc xe thì mang biển Quảng Ninh 14A25397, vừa về xong. Form mới này, các bác nhìn này, đầu form này rất đẹp. Đấy, mạ chrome sáng bóng luôn nhá. Và đèn của chiếc xe thì theo năm tháng thời gian nhưng mà đã được độ lên đèn led 3 màu. Đấy, độ lên led 3 màu xịn sò. Có màu xanh này, màu trắng, màu vàng và màu kết hợp nhá. Còn đèn gầm của chiếc xe bên dưới này thì sử dụng đèn bi Fuji, tương đối là ok. Nói chung là khả năng chiếu sáng của xe là tốt, tương đối là tốt. Đồng sơn cản xe đều và không hề có lỗi lầm, không hề có bóng sơn tỉa mạ gì cả. Nó vẫn còn nguyên luôn, nhựa cản còn nguyên này, sạch sẽ. Đấy, các bác nhìn nhá, toàn bộ nhựa cản của xe là rất là sạch sẽ luôn. Đèn sáng trong và tôn tabo của xe là tôn sơn zin. Đấy, tôn sơn zin. Và em này thì được cái là toàn bộ đồng sơn xe cũng khá là đều. Đấy, khá là đều luôn à. Đấy, đồng sơn xe khá là đều cho các bác nhá. Đấy, tôn vỏ mỏng căng. Đấy, và chiếc xe này đang sử dụng 4 quả lốp sport. Em này thì chạy được 10 vạn rồi. Nên là đây là lốp zin đây này. Đấy, 2017 lốp còn zin nguyên đây này. Lốp zin nhá, nhưng mà quả này thì zin thôi chứ quả sau thì không zin nữa rồi. Đấy, quả này là quả trước mà là còn zin, lốp zin này. Đấy. Và phần lốp đằng sau, cái lốp Radian RP18 này, thì cái lốp này là đã được thay rồi. Đấy, nó mới như này mà. Vâng, chứ chạy 10 vạn thì nói thật với các bác không thể bảo là lốp zin được. Nhưng mà được cái quả đấy còn zin là ok rồi. Nội thất bên trong xe thì là đang sử dụng là nội thất ghế da được bọc lại màu cam. Đấy, ghế da bọc lại màu cam, ghế rất là đẹp, sạch sẽ, êm, sờ rất là êm luôn. Đấy. Và trần của chiếc xe thì đã được bọc ni lông. Đấy, có trần nỉ bọc ni lông nhá, không phải là trần da đâu. Vô lăng thì vẫn còn rất là mới, chạy 10 vạn nhưng vô lăng thì vẫn còn rất là mới luôn. Đấy, các bác nhìn này, toàn bộ vô lăng mới, túi khí an toàn đầy đủ nhá, không thiếu cái gì.
Và em này thì chạy, thưa các bác là chạy đã được 10 vạn rồi. Đấy, 10 vạn này. Đấy, màn hình, điều hòa, các thứ đầy đủ, không thiếu cái gì. Gạt mưa này, tương đối là sạch. Đấy, xe là nói chung là chất cứng. Đầu zin của hãng luôn nhá, đầu Toyota. Cái này là theo màn hình như nó nhảy thôi, chứ mà ngoài là không có nhảy tí nào. Đấy, nó như này. Đấy, thế còn phần điều hòa chỉnh cơ các bác nhá. Đây là một mẫu xe nồi đồng cối đá, mẫu xe quốc dân luôn. Đấy, có vẫn có gương điều chỉnh điện nè, có gập gương, cụp gương đầy đủ nhá. À, nói chung là về chất xe thì cái dòng Vios bản E là một cái dòng xe rất là lành các bác ạ. Vâng, thực sự là quá lành luôn. Chỉ keo bao đẹp cho các bác luôn này. Đấy, chỉ keo bao đẹp, tappy sạch sẽ, kính điện này. Đấy, lên xuống rất là nhanh chóng luôn nhá. Kính điện này, em đã khóa kính. Vâng. Ý. À, chốt kính này. Đấy, em đang khóa kính ở kính đằng sau. Đấy, các bác nhìn nè, kính điện này lên xuống là rất là nhanh chóng luôn. Đấy, và cái nội thất bên trong xe thì được cái là sàn của chiếc xe là sàn da. À, sàn da sạch này, đẹp luôn này. Có bàn đạp thì vẫn còn mới nhá. Đấy, bàn đạp vẫn mới luôn. Bản lề ốc của xe là không có động chạm này, vẫn còn nguyên. Đấy, bản lề ốc này còn nguyên, chưa động dấu ốc một tí nào luôn nhá. Chưa có cờ lê tô vít động chạm gì cả. Tem nhãn đầy đủ và chiếc xe là lăn bánh 2017 sản xuất đây này. Đấy, còn nguyên là chưa có động chạm ốc dấu gì cả. Đấy, đây là một cái dòng xe chạy rất là êm, mượt. Và máy gầm thì khỏi bàn. Đấy, các bác nhìn này. Nội thất hàng ghế thứ hai tương đối là rộng luôn nhá. Đấy, có phần sàn này, sàn này. Đấy, thoải mái, thoáng đãng luôn. Cho những ai mà đi những chuyến đi xa, gia đình ngồi đằng sau cũng rất là thoải mái. Dòng này phân khúc hạng B nhưng mà nó rộng như dòng hạng C luôn. Và Vios đời mới thì nó hơn hẳn là cái những cái đời Vios 2012 trở về trước rồi. Nói chung là về chất xe thì cũng là một chiếc xe rất là cứng. Đấy, cột kèo là bên em sẽ đảm bảo cho các bác nhá. Cột kèo này các bác nhìn này. Đấy, toàn bộ các cái đinh cột này là đảm bảo cho các bác còn nguyên. Đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, cái này thì bên em sẽ đảm bảo hết cho các bác. Đấy, các bác về là yên tâm là chỉ được đi thôi. Sạch sẽ, chạy rất là sướng luôn. Và cái dòng này thì được cái là lộ ổn định. Đấy, máy êm và tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, có cái phần thùng đây. Đấy, để đồ lót cao su này. Và phần lót sàn phía dưới đây. Đấy, thì có lốp sơ cua đầy đủ các bác nhá. Lốp sơ cua đây, lòng thùng này. Đấy, lòng thùng đây, lốp sơ cua còn nguyên. Và các cái chỉ đây của nó là toàn bộ là chỉ nguyên bản. Đấy, chỉ có 335 triệu thôi các bác ạ. Vâng, một mức giá rất là hời. Còn bác nào mà chưa đủ điều kiện, các bác mang cho em khoảng tầm 150 thôi là mình có xe mang về rồi. Còn lại ta trả góp ngân hàng. Đấy, cái đấy là đơn giản. Giờ nói chung là rất là đơn giản luôn các bác. Đấy, lót trong này. Đấy, mở ra nó còn nguyên luôn. Các cái đinh hàn lót này, đinh hàn này còn nguyên này. Toàn bộ dàn đinh hàn này còn nguyên luôn. Bên em khi mà kiểm tra cũng toàn lột cái này ra xem, nhìn kỹ. Đấy, thế là nó nhìn xe nó rất dễ, chứ không cần phải cầu kỳ xem xét cái gì cả. Mình lột ra phát là biết ngay là xe có lỗi hay không rồi. Cảm biến lùi phía đằng sau đầy đủ các bác nhá. Bốn mắt cảm biến lùi, cảnh báo cho các bác khi mà các bác lùi. Vì em này là chưa có lắp camera lùi. Cái này cũng là sự khinh thường của bác chủ. Bác ấy là lái xe cũng kỳ cựu, nên là bác ấy có cần đến camera lùi đâu. Bác ấy toàn nhìn gương chiếu hậu thôi. Nhưng mà bây giờ thì nói chung là lắp cái gương chiếu hậu vào thì nó cũng sẽ ok hơn. Đấy, lốp này. Đấy, lốp 18560 la răng 15. Đấy, còn dày luôn. Và cua lốp, lòng lốp thì cũng đã phun phủ hết chống ngọt rồi. Nên là cái dòng này thì các bác về là đi yên tâm luôn. Đấy, chỉ này, cánh này. Đấy, đầy đủ nhá. Và cái hàng ghế đằng sau này, nhìn từ bên này sang. Đấy, rộng rãi tiện này. Đấy, chỗ để mũ nón thì quá ok rồi. Và đây là một mẫu xe 5 chỗ ngồi, tiện, rộng. Đấy, cho mọi nhà. Các bác đi dòng này thì vừa rộng vừa tiện và thoải mái luôn. Không phải lo nó chật bí như những cái dòng xe cỡ nhỏ. Đấy, cái dòng này chạy rất sướng. Con này thì cái kính này em sẽ cho kiểm tra motor. Vì đã kiểm tra nút bấm này nhưng mà không thấy nó lên nhá. Các bác nhớ là con này như vậy. Đấy, kính này là không lên. Không lên không xuống thì em sẽ cho kiểm tra luôn. Đấy, về sau review là em sẽ cho kiểm tra luôn. Vì là xe vừa về xong, chưa kịp dọn dẹp thì đã cho lên sóng truyền hình rồi. Em này thì đăng kiểm đến tháng 3 năm 2024 các bác nhá. Vâng. Đấy, còn rất là dài.
Về phần chất xe thì đây là một chiếc xe chạy 10 vạn nên nói chung là nó sẽ không thể bảo là được như xe mới. Nhưng mà được cái chất ổn định của xe thì còn ngon nguyên. Và cái gì đảm bảo zin cho các bác từ máy số gầm bệ đấy hay là cái phần đâm đụng ấy là đảm bảo cho các bác thì các bác yên tâm. Động cơ đua VTVI máy trắng các bác nhá. Em sẽ chống capo lên, sau đó ta cùng xem về chất máy. Động cơ đua VTVI máy trắng, máy số zin, những cái này là chưa có tháo mở đấy, còn nguyên này. Ốc là zin nữa, có bảo dưỡng định kỳ thôi, nhưng mà vách máy này, vách số là còn nguyên này. Đấy, và chất xe là bao zin cho các bác. Ui giời, cái phần này thì hơi khó mở, tí nữa em sẽ làm video riêng. Còn này, dầu này, vàng óng luôn này. Đấy, cái này thì đảm bảo cho các bác là không hơi thừa, hơi khói nhá. Vâng, cái này, ui, thực sự là hơi chặt. Dòng xe của Toyota ấy, những cái chỗ này vặn rất là chặt vì nó có một cái gioăng cao su ở giữa này. Đấy, nhưng mà cái đấy nó sẽ đảm bảo kín khít của khoang máy thôi. Nhưng cái này là máy số zin rồi, nên sẽ đảm bảo cho các bác luôn. Đấy, ắc quy Atlas này. Đấy, và các cái phần đầu này. Đấy, các bác nhìn các cái phần đầu của nó còn nguyên luôn. Đấy, tai đèn là không có vá víu. Đấy, còn nguyên luôn như thế này. Đấy, và chất xe thì đấy là một chiếc xe tương đối là cứng. Và bên em Vũ Duy Ô Tô thì những cái dòng này thì bán ra rất là nhanh. Đấy, vì em này em đang để mức cái mức giá vô cùng hời cho các bác luôn. Chỉ có 335 triệu đồng thôi. Mà các bác chốt đơn thì vẫn còn giảm giá cho các bác luôn. Đấy, giá rẻ bất ngờ luôn. Mà xe thì bao chất bao cứng luôn nhá. Các bác nào mà yêu thì mời các bác qua xem xe trực tiếp tại bên cửa hàng Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng. Đây, gầm đây này các bác ạ. Gầm của nó còn như thế này thôi. Mang tiếng là xe Quảng Ninh nhá, nhưng mà gầm rất đẹp luôn, không hề lỗi lầm. Và cam kết là không có đâm va, không tai nạn ngập nước. Bác nào mà yêu thì mời các bác qua em xem xe trực tiếp nhá. Và rất vui khi được các bác có những chiếc xe tuyệt vời mang về cho gia đình, đi lại bản thân. Và con này thì bác nào mà có làm thêm 500 dịch vụ thì cũng rất là ok, kiếm thêm thu nhập. Vì cái dòng này thì ăn xăng ít nên là gần như là các bác đi lại gọi là công là làm ra tiền. Đấy, rất là ok luôn. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ tại em Vũ Duy Ô Tô. Xin trân trọng cảm ơn và nhớ đừng bỏ qua những cái video em đăng hàng ngày với gần 10 khung giờ phát sóng hàng ngày cho các bác. Cảm ơn các bác, xin chào tạm biệt.